Ok, chiến khu Silver Sea vẫn là những cuộc chiến với các vị thần. Inner World bị Nobody đấm luôn. Rồi, ok, không có sự đột biến gì nhiều. Rồi, Nobody lâu ngày mà Nobody chơi gì đây. Uầy, mẹ Nobody cuối cùng cũng chơi Genos rồi. Trời ơi, mẹ Nobody cuối cùng cũng chơi Genos rồi mọi người ơi. À, anh Đào đi rồi, anh Đào đi bụi rồi. Anh Đào gặp Gwyn để đá cho anh Đào bất tỉnh luôn rồi. Đồ hình của anh Đào gặp khống chế là chết rồi. Ờ, để con ghi con Genos của Nobody trưởng bao nhiêu đàn. Cái gì mà con Genos nó mới trưởng skill bình thường, bên kia hai con Yoshi Bukuk hết rồi, quýnh gì nữa. Cái gì vậy? Không, tuần trước vô gì nhiều du lịch nha. Tuần trước anh quên coi á, tuần trước vô gì nhiều du lịch nha, thắng Nobody luôn á. Không biết tuần trước thắng bằng trận nào mà tuần trước quên coi. Tuần trước ngồi xàm trong vô quên coi mới nè. Tuần trước ngồi chơi AFK xong vô lay trễ xong rồi ngồi xàm xong rồi coi trận chiến khu Silver chung, coi trận Sam xong rồi quên mất mẹ coi Silver C luôn. Tuần trước vui gì nhì thắng mới đi. Không đổi ạc rồi, bán ạc cho ai rồi, kênh YouTube cũng đóng luôn rồi. Hả? Lập kênh YouTube mới hả? Có không? Cái lập kênh YouTube mới không? Đâu gửi anh cái tên rồi. Vô anh coi rồi, gửi anh cái tên coi rồi, có không? Cái lập kênh YouTube mới không? Hả? À, cái ạc ba dinh đó hả? Coi có không? Cái thằng người Sugi quê với anh đó hả? Cái thằng mà ngày xưa ghi với anh á, cái kênh YouTube cũ nó xóa rồi, nó xóa hình ảnh gì rồi. Có không, gửi vô coi, giữ lâu lâu qua hỏi thăm bạn cái coi. Không, nay vô ngồi chiến khu này chủ nhật mà anh, ok. Nay chủ nhật mà. Đổi tên thành gì vậy? Ủa? À, đổi tên à. Đổi kênh YouTube luôn à. Ồ, đi 337 người đăng ký đổi luôn hả? À, vẫn mấy video cũ luôn hả? À, vẫn re-up lại mấy video cũ luôn nè. Trời ơi. thanh niên đi gây quơ xong ẩn kênh xong giờ đi lập kênh mới đồ. Ông nó bốn chân thiệt mà. Thanh niên này bốn chân thiệt mà, đi cắn hùa. Thanh niên này có kênh YouTube cũng được ngàn mấy người đăng ký á, xong rồi đi cắn hùa mà cắn ngu giờ quê quá, xong ẩn kênh YouTube luôn. Nó có kênh YouTube 1.500 người đăng ký á. Ông Bajin đó là cờ lê bên kênh Nobody á. Anh không biết nha, cái cùng mà cái thằng mà lóc cái ạc, cái thằng mà đợt trước chơi cái ạc Big33 để tên cũ là Big33 này là có một kênh YouTube riêng. Không biết ai chơi, nhưng mà đợt trước cái thằng mà chơi bên kênh chơi cái ạc cũ để tên là Big33. Đâu, không phải để tên là Big33 mà để tên là Show Me Nobody. Big33 là bán lại ạc cho thằng này. Bán lại ạc hay là đưa cho mượn chơi á, là tên là Show Me Nobody. Khiện Nobody á, xong rồi suốt ngày dạy nhì, xong rồi đợt đó gây quơ với anh. Xong bị anh chửi như con cháu rách vậy, xong rồi đợt đó nó gây quơ, xong rồi
ôi mẹ trận này gì mà Nobody thắng à, trời má Nobody xém thua luôn kìa mấy ông. Xong rồi anh ẩn kênh là xóa kênh thì tìm kênh không ra luôn, bây giờ tìm kênh không ra luôn. Rồi sau này cái ạc này đổi tên thành khác đó chứ, đổi tên thành tên khác. Trời má vãi gì mà trận này thua kìa mấy ông. Hai lần trận này xui ha. Đúng là meta của cái sư mấy ông, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Á à, này là Nobody lấy lực chiến đè người chứ trận này mà ấy là ngon rồi. Đù mà trận này hai lần xém thắng luôn ta. Hai lần xém thắng luôn trận này. Ờ à, fanboy ẩn cơn đây nè. Ngày xưa cái ạc này là để tên là Show Me Nobody, tiền thân cái ạc cũ nó là ạc Big Baba. Đấy, rồi đợt đó là Gay World. À, kênh YouTube đây hả? Rồi đợt đó Gay World với kênh anh là cho thằng này không biết thằng chủ ạc này bữa ngặt là thằng mới hay là thằng cũ anh không biết. Nhưng mà đợt trước Gay World xong rồi sau cái đợt Gay World là ẩn kênh YouTube luôn rồi đổi cái tên ạc thành Bajin Gangit nè. Ngày xưa nó là Show Me Nobody, trước đó là Big Baba. Tôi hay gọi là vui về nhì á, đánh thì ngu mà đủ đi mượn ngặt, đi không biết là được đi mượn hay là được mua thì vui về sao, không biết này chủ mới hay chủ cũ. Chắc bây giờ hết dám đá động gì tôi rồi. Làm YouTube mà ngu rồi, để cho mấy thằng Việt Nam đi nó dắt mũi. Ờ thấy rồi. Đâu biết đâu. Tại tụi bên Thái Lan, tụi nó làm YouTube này á, bên Thái Lan là bên Indo á. Mấy tụi làm YouTuber á là tụi nó sẽ gọi là lập thành một cái hội. Xong ạc cái đuôi cho từng thằng trong cái hội đó làm vậy mấy anh em, nó liên kết với nhau lắm. Liên kết với nhau lại để nó phát triển mà. Còn Việt Nam mình mạnh nào nấy làm, mạnh nào nấy cắn, mạnh nào làm đó bị ăn chửi. Còn bên kia là tụi nó tập trung với nhau lại làm thành một cái nhóm phát triển lên. Dễ hơn nhiều đó, tướng Miêu Công mà. Nuôi tướng Miêu Công lúc nào chả sướng hơn nuôi tướng Miêu Tóc. Đồ thì tóc thì nuôi tóc thì mới ro ra được cái tóc hay không. Gì quần què con Flash đốt vào cái ba lửa vậy anh Nobody. Trời mẹ nó, tôi quan trọng gì mấy thằng đó đâu mấy ông. Đồ bây giờ biết nó ngu rồi. Bây giờ biết nó ngu rồi thì nó làm đéo gì mấy ông. Bị mấy thằng Việt Nam dắt mũi biết nó ngu rồi chửi nó cho một lần. Nó khôn, nó gặp tôi, nó gặp vợ né rồi được đó. Tự nó ẩn cơn là nó biết sợ rồi. Đi va chạm mà đi va ngu, không có tìm hiểu cái thông tin nó có chính xác hay không. Nó chắc cũng trẻ à, tầm cỡ đó là suy nghĩ làm việc mà làm gì còn trẻ à. Chứ người mà người ta biết, người ta khôn là người ta bị vấn đề đó liên quan đó là gì, người ta phải kiếm cái người là liên hệ, cái người nguồn gốc người ta liên hệ, người ta nói chuyện với người lớn mới nghe. Còn thằng này vô chưa gì vô táp đi chửi rồi, nó là thằng Bunju đi chửi tôi thấy ngu rồi. Trời mẹ nó liên tâm đến gì. Tôi người Việt Nam, tụi nó là người nước khác mà.
kể cả cái Word đi chứ nữa chả ảnh hưởng gì. Tôi cũng rảnh là ngồi liên quan ngồi với Word mới nó đếm gì nữa. Giờ nó gây Word dễ vậy, mày tạo một cái account để tên là Ihan, xong để cái logo tên cho luôn, xong vô tụi nó muốn chửi gì chả được, làm gì chả được hết. Ý trong Discord đó, ở trong Discord á mấy anh em vô bấm Discord, mấy anh em bấm vô A còng lên có thằng tên là Quang Cá. Ừ, nhớ không làm mới để tên là Quang Cá. Nó vô Discord từ 2023 mà nó vô ngủ nằm dùng để chờ nó cắn anh em. Ở trong Discord đó có thằng tên là Quang Cá, nằm nó chờ tôi câu chuyện nhiều lâu, bữa là post AFK lên rồi được drama AFK viewer lên cho nó vô nó ngủ nó cắn. Nhưng mà tôi là người thắng thế là nó xong nó chìm nó đi núp. Ghét thì ghét nha, nhưng mà vẫn sinh hoạt trong cộng đồng của tôi nha, vẫn lên coi tôi hàng ngày chứ anh em đâu. Ghét thì ghét nhưng vẫn phải coi hàng ngày nha. Mấy thằng đó mày gọi anh Ti gì, mấy nó gọi mấy thằng cháu hù. Sao mà gộp chung mấy thằng đó mấy anh Ti được. Anh Ti là nó ghét, nó ra ghét. Còn mấy này là mấy thằng cháu hù. Khác biệt hình thọ. Chờ có chuyện lên hù luôn. Gió chiều nào theo chiều đó. Đúng thấy mấy em thấy chỗ nào mạnh nó chơi gì cũng đúng, nó mạnh như nobody tầm này nó chơi chừng lực nó chơi cũng win. Nó công nhận bên CVC mấy này nó build con Morot lên tăng nhìn khỏe thì cho tiền đi em, anh cho em cho tiền anh đi anh mua cho, ok em cho tiền đi anh liên hệ anh mua liền cái một số tiền khoản ở trên chuyển anh đi anh mua cho, chuyển anh cũng cỡ tầm mặt nó đi định giá của anh bây giờ cũng cỡ tầm ngày xưa nó đi bán là 350.000 bạc, không có tầm như là 400 triệu 500 triệu em chuyển tiền đi anh mua liền giờ. Trời ơi, bạn có tiền mà, bạn Duy bạn có tiền mà, bạn có nói rồi, bạn chuẩn bị chuyển cho tôi rồi đó. Bạn chuẩn bị chuyển cho tôi rồi, bạn coi chuẩn bị điện thoại tôi tinh tinh nhảy 500 triệu giờ. Bạn nói vậy là bạn chuẩn bị đang cho tôi rồi đó, bạn chuẩn bị bạn donate cho tôi đó. Bạn là đại gia ổng danh đó, khỏi tối luôn. Trời ơi, mua về cần gì nuôi, mấy em mua để mua về làm content mà cần gì nuôi. Mua về tôi làm content mà, mua về tôi để content top 1 CVC BK, mày không cần tướng với tao. Người xem donate tầm bao nhiêu để anh bù để mua ạc thôi. Bây giờ ạc nó qua đi mới bán cỡ tầm, giờ mua trả giá cỡ tầm 500 đến 700 700 triệu thì mấy anh em donate cũng cỡ tầm 500 triệu đi, còn 250 tôi bù cho.
di chuyển đi vậy, lâu vậy chuyển anh ngân hàng cho đi VIP đó, giờ VIP còn chuyển được cái chuyển lẻ đi 500 triệu chuyển sáng mai tháng thứ hai đi ra ngân hàng anh ra anh giải trình luôn, số tiền cũng lớn ngân hàng yêu cầu rồi gì nhớ chuyển đi, nội dung là ủng hộ anh Han tiền top 1 server đó kiểu vậy. 500 thì chắc chuyển giờ này ngân hàng chắc nó giữ lại, mai nó mới thả ra chuyển lẻ, không mai ngân hàng nó chạy tiền rồi, vừa mai anh đàm phán với nó đi chơi gì chuyển tiền chứ dễ mà trời ơi anh biết gì là đại gia của mình mà. Anh đâu biết đâu, trời ơi, thằng đó nó làm gì. thằng đó là nhân viên của anh đó, thằng đó là nhân viên tâm huyết của anh đó, đừng chửi nó. Mẹ, thằng đó là nhân viên tâm huyết của anh đó, thằng đó là fan ruột của anh luôn đó, thằng đó nhờ thằng đó mà anh thành công như tới giờ đó em. Nổ thằng đó là nhân viên ruột của anh luôn á, nhân viên làm không cần lương luôn á. Trời ơi, mấy bạn viewer tôi quen quá rồi. Trời ơi, mấy riêng thằng đó là đi làm mà không cần lương luôn á. Thằng đó ai mà thuê được thằng đó đi làm, thằng đó đi làm nhân viên ngồi đúng là nhân viên trang xuất sắc của năm luôn á. Trời ơi, mẹ kênh của tôi là 9.000 sub là hết một nửa là nhờ ơn thằng đó rồi mấy ông đội. Trời ơi mấy kênh của tôi 9.000 người đăng ký là hết một nửa là nhờ view của thằng đó kéo cho tôi với ông đụ một mình thằng đó nó kéo cho tôi một nửa view luôn đó mấy ông nội, để ruột của tôi đó, lính ruột của tôi đó. Thôi đừng có chửi nó mấy anh em, đụ có chửi nó hết kéo view cho tôi đó, mẹ nhờ nó mà kênh tôi đụ được như ngày hôm nay đó mấy anh em, nó lại Minh Đức á. Mẹ kênh này anti xem còn nhiều hơn cái fan đó mấy anh em, đụ